hello tất cả mọi người nha. Như thường lệ Vân và lời nói đầu tiên xin cho Vedet Vũ Đô Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hôn đô với tất cả mọi người. Những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kênh của anh Sài Gòn Daily, một lời chào thân thương nhất nha. Hôm nay là ngày thứ hai, cũng là ngày đầu tuần cho nên rất là vui vẻ luôn. Nhờ anh chị em mát tay đã mở hàng và tủ cái viên viên còn ở dưới đây thôi. Và mấy anh YouTube rất là dễ thương, canh gần hết là mới quay không à. Cái ghét kiểu sợ. Nói chứ mọi người ơi, mọi người thương Đu Phương. Kiểu như mến tay mến chân Đu Phương thì mọi người ở xa đó không ăn cắp viên kiên được. Thì mọi người hãy like và subscribe, đăng ký kênh của anh Sài Gòn Daily để mà anh có động lực để mà quay nhiều clip hơn nữa, nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa để mà phục vụ tất cả mọi người. Còn còn có 4-5 món à, lấy 100 độn xộn luôn đi ha. Vui vẻ đi ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nè, 9 nè, 10 nè, official nè. Giờ có 3 loại này anh ăn luôn không chị? Còn 3 loại này bữa. Còn 3 loại nè. Cá mò mà khu gà. Không phải, bóng lộ, bóng xém lộ với bóng kính sườn sườn. Trời ơi. Đó. Bả làm phụ làm chị là đưa tiền. Văn mở vô thôi. Chị là đưa tiền rồi. Rồi ok, vui vẻ chị. Lấy tương đầy đủ nha. 2 4 6 8 10. Đây là boss cho mọi người. Rồi ai boss đưa tay phải, ai top đưa tay trái. Vậy đưa hai tay em là top chứ boss center. Hai tay là sao? Hai tay là center mọi người. Chứ quán của Vedé Vũ Đô Phương lúc nào cũng có chị em lại ủng hộ rất là vui nha mọi người. Cho nên những anh chị em bạn bè nào mình đã coi kênh của anh Cuộc Sống Sài Gòn Daily đó, mình chưa ủng hộ cái viên chiên này, mình hãy lại địa chỉ là bạn có tập trung cho nói không? Lại nói đi chị. Như vậy là mất lịch sự. Ok, cho hai bi chôn luôn nè. Địa chỉ là 716 716 Trần Hưng Đạo nha, phường 2 quận 5 nha. Cho nên những anh chị em bạn bè gần xa mình thương mến em cũng như thương mấy anh YouTube đó, mình coi và mình quên subscribe đăng ký thì mình hãy thương mấy anh YouTube, mình subscribe like và đăng ký để mà giúp anh YouTube, giúp anh Cuộc Sống Sài Gòn Daily càng ngày có động lực để mà quay nhiều clip hơn nữa để mà phục vụ tất cả mọi người nha. Còn anh ơi, còn ăn đi má ơi, má hay vậy quá. Trời ơi, ta nói thôi. Ồ, vậy không có gọi mấy này chiên chút chiên tôi bà diễm ăn hơn cái gì. Còn 100.000 nè anh ơi, vui vẻ đi. Tại này với mấy gia hả này quên sao. Ồ vậy nói gì vậy em hiểu luôn á. Là còn nhiêu lấy hết giùm em đi. Và hôm nay nó hết sớm nha mọi người. Hôm nay là một ngày rất là quạng mục luôn. Bán bình thường luôn mà bán gấp 3-4 lần không, nhưng mà mọi người vẫn thương, vẫn đến ủng hộ. Dịch thì dịch nhưng mà mọi người lại vẫn lại mua mà đem về ăn. Cho nên rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Đó mọi người ơi, bình thường thì Vũ Thu Phương bán buôn rất là vui vẻ, rất là nói chuyện rất hoạt bát, tạo cái không khí rất là sôi động với mọi người ha. Nhưng mà sau những cái giờ phút đó thì công việc của những người buôn bán ở ngoài đường á có rất là nhiều cái vất vả đó. Ví dụ như là bây giờ này Vũ Thu Phương sẽ phải tự mình dọn dẹp gian hàng, đang đi đổ những cái nước mà mình đã rửa này kia xuống cống thôi. Sau đó một hồi là lau chùi cái xe hàng rất là sạch sẽ rồi mới đẩy về. Phụ Vũ Thu Phương là ai vậy Vũ Thu Phương? Chị là chị gái hay sao? Dì hả? À, dì ruột luôn đúng không? Dì, bả là dì. Là có một mình dì phụ em nè. Không, hả? Có em của em nữa. À, là ba người. Nhỏ này là con của bà này nè. À, là ba người làm. Ba người đó. Hôm bữa anh qua anh thấy có một mình em dọn hàng. Đúng rồi. Thường thường là có một mình em thôi. À, nhưng mà là... tại vì đông quá em sợ khách đợi á anh. À, là bữa nay. Cho nên em kêu em với lại dì em ra. Là lâu chưa hai người đó? Lâu rồi, dì em là lâu rồi, bả ngồi bả xiên không đó. À, dì này thì thấy lâu rồi, còn em gái. Bả xiên với lại vô tương. Phụ em làm giặt chứ một mình em đâu có kịp đâu. Giờ mình dọn chắc khoảng 30 phút mới xong hả? Lâu nếu, không? Nếu mà em rửa là cũng cỡ đó, còn bây giờ bữa nay dì em rửa chắc cỡ 20 phút. À, là một hồi dì phải rửa cái xe này thiệt sạch mới đẩy về hả? Em đẩy. À. Rửa xô nước rồi hồi đó lâu rồi. À, anh thấy em rửa ngoài này luôn mà không? Ờ, đáng lẽ em rửa đây mà thôi, để cho dì em rửa. À, chắc đẩy về nhà mới rửa. Đẩy vô nhà rửa để mấy công xích rít nước ở tay bả đau á. À. Giờ là đang dọn hàng đó mọi người, bình thường thì... Dạ thôi, cảm ơn. Chỉ có một mình Phương làm hết, nhưng mà thời gian gần đây thì... Có chứ em chỉ sách vô rồi. Ê Dúc, hai anh đi chùa không?
Thường em là đi chùa. Em đi chùa đêm hả? Không, lâu lâu như là gầm mấy gì đó rồi mấy em là mấy 14 em. Đúng không? Dạ đúng rồi đúng rồi. Đi mẹ Thiên Nghè nè. Đi xuống dưới cầu Thiên Nghè gần đó hả? Dạ đúng rồi. Có mẹ Thiên Nghè, có mẹ Quan Âm đó. Đó ồ. Ờ lâu lâu anh cũng thấy em có cái cảnh đi chùa anh có thấy. Dạ. Đi chùa mình cầu cho sức khỏe, gia đạo bình an, rồi ngày nào cũng bán cũng hết. Rồi cầu mong cho dịch rồi nó đi hết đi sâu gầu quá. Thiệt. Là thấy mấy cảnh thì sợ quá. Mình buôn bán cũng hơi đông đông mình cũng lo đúng không? Dạ đúng rồi. Đông thì vui nhưng mà cũng lo thiệt dạ. Dịch. Là Nguyên mấy em thì cũng đi chung luôn á hả? Đi chung luôn đó, Nguyên đám đó. Chị em làm 10 hạt đậu á, hồi xưa biến thành 10 anh em, bây giờ biến thành 10 đứa BD đó. Mà sao toàn là đi chùa đêm không giờ Phương? Đâu phải đâu, em bán xong là cái rủ cái mấy chị em tụ tập đi chùa. Chứ tối sáng thì cũng đi được anh. Thì á là những lúc chị Phương lao động á, bằng đôi tay của mình để buôn bán để kiếm tiền đó, giống như là cống hiến cho khán giả rồi nhiều hơn. Nên là mọi người thương chị Phương á, hãy ra địa chỉ là 716 Trần Hưng Đạo á để ủng hộ cho chị Phương nhiều hơn nha. Để lúc mà chị Phương cũng có cái động lực á để làm nhiều cái clip rồi này kia để cống hiến cho mọi người nhiều hơn. Nói nha mọi người thấy không, chị Phương dọn bán xong dọn rất là cực khổ nha, mà dọn sạch sẽ luôn nha mọi người nha, trả lời lòng lề đường thông thoáng luôn nha. Mọi người yêu quý chị Phương thì ghé 716 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, đối diện bệnh viện chứng hơn chỉnh hình để ủng hộ cái duyên của chị Phương. Giá rất là hạt rẻ nha. Học sinh, sinh viên hay là người đi làm hay là ai cũng có thể ăn được nha, thưởng thức rất là ngon. Bản thân mình ăn rất là ngon, đổ mồ hôi quá trời luôn nè. Đó thấy không, nó vừa lòng mà tạt nước, phải không? Rõ ràng là anh YouTube quay xuống cái chân em đi. Chị em mà chơi vậy không á, ướt chân luôn đó, thương vậy thôi cũng vậy. Có nước gì không ta? Có nước là có tiền đó nha bà. Có nước có tiền rồi đó. Mà chị Phương có một cái là rất thương là chị em bán mặc dù mệt cấp mấy mà chị em tối hạn đi chơi chị Phương vẫn ra chơi như bình thường nha mọi người. Nói chung là đồ sao 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 gì nữa. Bữa nay chị Phương tốn dưới 500. Nói gì nói với mọi người là tối nay chị Phương lọt dưới 500 mấy gì cho mọi người. Nói hay quá trời. Chị em vui vẻ em đó. Nó sống là vì tiền không đó. Nãy nó lòn tay nó chút tụi em nói với chị cho cứu bộ em đứa 200-300. Trời ơi, nói với không có đời nào em lấy tiền đâu. Em nói dài là em lấy phần nhiều nha, chứ anh lấy phần ít đó. Đó đúng rồi đó. Ai nói dài, anh nói dài mày. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà vừa đi bé Vũ Lưu Phương rất là thương mấy đứa em luôn. Cho nên rất là quý những em là lúc nào tối cũng ghé để mà ăn ủng hộ. Thứ nhất là ủng hộ các viên chiên Lưu Phương. Thứ hai là rồi ra coi có này cái kia phụ cũng phụ vô một tay. Cho nên qua cái kênh YouTube này đó, thứ nhất là cảm ơn mấy đứa em rất là nhiều luôn. Và có anh Hùng Lý nè, còn những anh những chị rồi đó, lớn tuổi rồi bạn bè rồi đó, mình thương nghe. Đừng nói lớn tuổi, anh Hùng Lý buồn. Hồi gì hồi hơi hơi lớn. Đúng rồi. Hơi lớn đó, đó. Nói chứ là cảm ơn mấy anh YouTube nữa, cảm ơn anh Sài Gòn Daily nè, rồi Cuộc Sống Sài Gòn TV nè, anh Hiệp Lang Thang nè, lúc nào cũng dành ít thời gian để mà ra quay, để mà nắng mưa nè quay ủng hộ em, quay lên cho các anh các chị bạn bè ở xa biết mình ủng hộ. Và qua cái kênh của anh Cuộc Sống Sài Gòn đi. Ê trời ơi, từ từ thôi. Bởi vậy thì cứ nói hoài giết dấp như thường lệ thôi, lấy được tinh thần như thường lệ. Vâng, và lời nói đầu tiên xin chào đến Vũ Đô Phương đang dịch, đang gửi lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương với tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt đại kinh của anh Sài Gòn Daily, một lời chào thân thương nhất nha. Chúc cho các tình yêu có một buổi tối thứ hai đầu tuần là vui vẻ và mát mẻ nha mọi người. Mọi người nhớ coi kênh của anh Sài Gòn Daily. Trời rồi muốn gớt một BD luôn rồi, chết rồi. Không, chứ gớt lâu rồi chị, chứ gớt lâu mọi rồi. Mọi người ơi, mọi người thương em hay là mến tay mến chân mấy anh YouTube đó, thì mọi người chưa subscribe đăng ký thì mình hãy giúp em, giúp mấy anh YouTube đó, mình hãy like và subscribe đăng ký kênh của anh Sài Gòn Daily để mà anh có thêm động lực để mà quay nhiều clip hơn nữa. Một lần thôi BD. Một lần thôi BD. Mới trùng màu. Hai lần nào hai màu là bị lội. Ôi chị ơi, giờ dung mùa dịch lỡ em đem trên giảm đây em bán được không? Hay vậy trời. Được rồi, em biết em đem trên giảm ra em bán nè, chị em mình vui vẻ nè. Chị cũng biết nè em ơi. Em nhét bò viên, nhét bò kho vô lỗ mũi anh thấy không? Không thương em gì hết. Cái gì đó. Cái gì? Thấy cái gì bữa clip gì nói vui lắm.
Lý mới nói gì em đi đi khách bằng lỗ mũi hả? Cho vừa lòng anh nói em nhớ cái bộ cho vừa lòng anh. Sao vậy cô vô đang thấy gì vậy? Đang có chuyện khán giả mà kêu không chen rồi. Ok anh, em cảm ơn nha. Ồ dễ thương quá. Anh Đào không? Thấy em kéo hai Đào đi luôn. Xuất sắc. Anh đi xe hơn mà. Ồ chết rồi. Ai vậy? Ai nói giỡn? Đây nè mọi người. Đây là quà sinh nhật nha, đây là quà của chị bé sữa. Đó, mình đi ra à, tên mình kêu là chị Diễm. Ở bên cao ốc A Ngô Gia Tự đó mọi người. Và đã không quên sinh nhật của em gái và đã mua tặng cho em gái một chai dầu thơm nha mọi người. Đó, cho nên qua cái kênh YouTube này em cảm ơn chị Diễm rất là nhiều nha. Cảm ơn những anh chị em bạn bè thời gian qua mình đã nhớ ngày sinh nhật của em và đã tặng cho em những chiếc áo, này những chai dầu thơm, những phần quà rất là ý nghĩa luôn. Cho nên rất là cảm ơn tất cả mọi người. Và để Vũ Đô Phương cảm ơn những người thân thương thời gian vừa qua mình đã ghé ăn ủng hộ cái Duyên Kiên, dù cho dịch hay là không dịch hay là nắng mưa nhưng mà vẫn mới dành thời gian ra để mà ăn ủng hộ em. Cho nên em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn mấy anh YouTube nữa nha. Cho nên những anh chị em bạn bè này chưa subscribe đăng ký thì mình đã nhớ subscribe đăng ký. Em luôn luôn lúc nào cũng nhắc mọi người là tại vì sao nhiều khi mọi người coi clip say mê quá cái quên like và subscribe đăng ký, thì mọi người thương em cũng như mến tay mến chân mấy anh YouTube, mọi người hãy like và subscribe đăng ký giúp anh Sài Gòn Daily để mà anh có thêm động lực để mà quay nhiều clip hơn nữa, nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa để mà phục vụ tất cả mọi người, để có cho mọi người coi clip nhiều hơn nha. Bye bye mọi người. Rồi cảm ơn VDS Vũ Thu Phương rất là nhiều nha. Yeah.